Nếu như anh em để ý thì trước đây mình đã từng làm một bài review về chiếc Galaxy M32, một chiếc máy được mình đánh giá rất cao ở trong phân khúc tầm giá. Nhưng tự nhiên lại có một chiếc máy được cho là vô cùng khó hiểu và dẫm đạp lên rất nhiều chiếc máy khác ở cùng phân khúc của nhà Samsung. Đây chính là chiếc Samsung Galaxy A22 4G vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Vậy thì cụ thể tại sao mình lại nói rằng đây là một chiếc máy đạp lên rất nhiều những chiếc máy khác ở trong cùng phân khúc thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì cũng phải nói luôn, đây là chiếc máy mà ý mình là đạp lên những dòng sản phẩm khác của Samsung ở trong phân khúc. Cụ thể thì với cái mức giá này, chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được một chiếc Samsung Galaxy A32 4G có mức giá giảm rất là sâu ở thời điểm hiện tại. Chính vì vậy thế nên khi mà chúng ta xét về mức cấu hình ở trên Galaxy A22, mình thấy rằng không thực sự quá đáng chú ý ở trên chiếc máy này. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần ngôn ngữ thiết kế thì khác so với đôi chút của chiếc Galaxy A32 4G thì như anh em có thể nhìn thấy ở trên Galaxy A22 chúng ta sẽ có một ngôn ngữ thiết kế nó giống so với những chiếc máy như là Galaxy A12 hơn, với phần 4 camera được đặt ở trong một module hình vuông và phần đèn flash LED nó được đặt ở bên phía bên ngoài. Mặt lưng của máy theo những hình ảnh mà Samsung công bố thì có khả năng nó sẽ được làm hơi bóng một chút. Chính vì vậy thế nên nếu như mà nó bóng thật thì nó sẽ rất dễ bị bám mồ hôi và dấu vân tay. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ vẫn có được một khả năng cầm nắm máy khá ổn và chống trơn trượt. Ngoài ra thì bốn phía góc cạnh của máy thì vẫn sẽ được bo cong, một đặc trưng ở trên những dòng máy thời điểm hiện tại mà thôi, mình sẽ không đề cập đến quá nhiều về yếu tố này. Logo Samsung sẽ được tích hợp ở bên phía bên cạnh dưới, gần cạnh dưới thì đúng hơn. Tiếp sau đấy thì khi mà chúng ta xét ở bên phía các góc cạnh thì mình cảm thấy rằng chiếc máy này có một cái gì đấy hơi không ổn cho lắm. Đấy là bởi vì phím tăng giảm âm lượng được đặt hơi cao hơn một chút so với mặt bằng chung những chiếc máy khác ở trong cùng phân khúc. Với một chiếc máy có kích thước màn hình được cho là cũng khá cao, lên tới 6.4 inch, thì việc tích hợp một phần phím tăng giảm âm lượng nó hơi cao như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng của chúng ta. Ngoài ra thì có một vài cái điểm mà mình cũng cảm thấy không ưng cho lắm ở trên chiếc Galaxy A22 4G này, đấy chính là bởi vì phần viền dưới trên chiếc máy này nó sẽ hơi dày hơn một chút, thế nên đây sẽ là một trong những cái mình đánh giá là một nhược điểm ở trên chiếc máy này. Tiếp theo thì khi mà chúng ta đánh giá về mặt cấu hình, thực chất ra thì đây là một trong những chiếc máy được trang bị một mức cấu hình khá khó hiểu khi chỉ được trang bị con chip MediaTek 6769V. Ngoài ra chúng ta sẽ có mức bộ nhớ RAM là 6GB RAM và 128GB ROM. Có một câu hỏi đặt ra ở đây, đấy là nhiều RAM để làm gì? Tại vì sao? Khi mà chúng ta xét đến cái mức hiệu năng này thì đây không thực sự là một mức hiệu năng quá mạnh, và trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ chỉ có thể đảm bảo được những tác vụ chạm vuốt hàng ngày mà thôi. Thế nên đây là một trong những cái được cho là hơi không ổn một chút ở trên chiếc Galaxy A22 như thế này. Tuy nhiên thì có một trong những cái mà mình thấy rằng anh em nên lưu tâm, đấy là ở trên chiếc Galaxy A32 thì phần cảm ứng vân tay của máy sẽ tích hợp bên phía trong màn hình. Và với một con chip quá yếu như là con chip MediaTek Helio G80 thì nó không thể nào xử lý kịp trong các tác vụ hàng ngày chúng ta sử dụng, nó sẽ có một sự delay nhẹ. Thấu hiểu được điều này thì Samsung đã tích hợp phần cảm ứng vân tay của bên phía nút nguồn để giúp cho chúng ta có được một tốc độ mở khóa nhanh hơn. Một trong những điểm duy nhất mà mình đánh giá là ưu điểm ở trên chiếc Galaxy A22 ở trong cùng phân khúc tầm giá so với một vài những đối thủ của nhà Samsung có cùng mức giá như vậy. Tiếp theo thì khi mà chúng ta xét đến một vài những cái thông số khác, ví dụ như là về mức bộ nhớ ROM thì phiên bản tại thị trường Việt Nam sẽ có mức bộ nhớ ROM đấy là 128GB. Trong khi đấy thì mặt bằng chung tất nhiên mình sẽ không đề cập đến quá nhiều vì đây là một chiếc máy mà có khả năng nó sẽ hỗ trợ khay cắm thẻ nhớ microSD, thế nên mình sẽ không đề cập đến quá nhiều về yếu tố này. Tiếp theo thì đến với một vài những yếu tố khác, ví dụ như là về màn hình, đây cũng là một màn hình hiển thị tốt. Ý mình là về màu sắc, chứ còn độ chi tiết thì mình không chắc, khi mà độ phân giải của máy sẽ chỉ là HD+. Tấm nền mà máy sử dụng ở đây sẽ là tấm nền Super AMOLED trên kích thước 6.4 inch. Khi mà chúng ta xét dựa trên tấm nền Super AMOLED thì mình thấy rằng anh em không cần phải bàn cãi quá nhiều đâu. Khả năng hiển thị của nó nằm ở mức độ ổn khi độ tương phản cao, và nếu như anh em sử dụng Dark Mode thì nó sẽ rất tiết kiệm pin. Rồi, vậy thì nhiều anh em sẽ thắc mắc là đúng, nó thọt về một vài điểm, cấu hình thọt, thiết kế thì nó hơi lỗi thời. Vậy thì về những cái yếu tố khác, liệu nó có được đánh mạnh hay không, điển hình như là về camera. Thì câu trả lời của mình đấy là nó có về mặt thông số, khi mà chúng ta sẽ có một hệ thống 4 ống kính camera sau với độ phân giải 4882 và 2 megapixel. Ngoài ra chúng ta sẽ có một ống kính camera trước với độ phân giải 13 megapixel. Trước hết là chúng ta sẽ đề cập đôi chút về thuật toán xử lý hình ảnh đi. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Đối với chiếc Samsung Galaxy A12, mặc dù có camera 48 megapixel, tuy nhiên chất lượng ảnh cho ra nó cũng không tốt cho lắm. Vậy thì mình đang mong chờ gì ở trên chiếc Galaxy A22? Đúng là sẽ được cải thiện về thuật toán xử lý hình ảnh, thế nên mình đang rất mong chờ vào việc đấy là nếu như Samsung cải thiện được nó thì đây sẽ là một trong những cái khá tuyệt vời. Còn về camera selfie, một ống kính 13 megapixel thì sẽ giúp cho chúng ta có thể sử dụng được vừa đủ những tác vụ hàng ngày, thế nên là mình sẽ không đề cập đến quá nhiều. Cuối cùng là về pin thì chúng ta sẽ có một viên pin với dung lượng đấy là 5000 mAh với sạc nhanh 15W.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá đôi chút. Đấy là thực chất ra trong phân khúc tầm giá có rất nhiều chiếc máy như thế rồi. Nhưng mà với sạc nhanh 15W, đây không còn là sạc nhanh nữa rồi. Rất nhiều video mình cũng đã từng đề cập. Và viên pin này thì vẫn có thể sử dụng cho chúng ta được thoải mái trong khoảng thời gian đó là một ngày. Tại vì sao mình có thể khẳng định rõ ràng như vậy? Đấy là bởi vì chúng ta có được một độ phân giải màn hình không thực sự quá cao, thế nên chúng ta vẫn có thể đảm bảo được trong các tác vụ hàng ngày rất thoải mái. Vậy thì kết luận lại toàn bộ với những cái yếu tố, với mức giá được đặt ra, mức giá mà Samsung đề nghị đấy là 5.890.000, thì Galaxy A22 có thực sự là một trong những chiếc máy đáng chú ý hay không? Câu trả lời của mình là không. Vì sao? Bằng tầm giá chúng ta có thể sở hữu được một vài chiếc máy khá ngon. Ngoài ra thì chúng ta có thể cố lên một chút để có được một trải nghiệm màn hình tốt hơn với chiếc Galaxy A32 4G. Hoặc là nếu như anh em thích có 5G, thích một hiệu năng mạnh, có thể sở hữu chiếc Galaxy A32 5G. Có rất nhiều lựa chọn ở trong phân khúc tầm giá này, chính vì vậy Galaxy A22 được cho là một nước đi khá khó hiểu. Và có chăng đây là một nước đi chim mồi để Samsung tăng được doanh số ở trên chiếc Samsung Galaxy A32 hay sao? Vậy thì anh em thấy sao? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ để lại cho chúng mình một like, một share, một subscribe. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên kênh YouTube của Viettel Store TV.